Vâng, xin chào và xin chào các cô chú cũng như là các anh chị và các bác đã quay trở lại với kênh Thanh Hà Audio. Ngày hôm nay thì em không có giới thiệu các cái sản phẩm mới về hàng ở bên shop Thanh Hà Audio nữa. Đợt này thì cũng đang là cái kỳ nghỉ lễ dài ở bên Nhật đúng không ạ? Nghỉ lễ Tết âm à Tết Dương ấy đúng không ạ? Thế nên là các đơn vị vận chuyển thì cũng đang nghỉ, thế nên là không có hàng mới về được. Ngày hôm nay thì em làm một cái video để gửi tặng các cô chú, các anh chị và các bác hay xem kênh của Thanh Audio, một cái kho nhạc số mà bên em đã sưu tầm từ lâu rồi đúng không ạ, lên đến 4T đúng không ạ. Và đợt trước thì em cũng có gửi tặng được mấy trăm người rồi đúng không ạ. Thì đợt này thì cũng có một cái kho nhạc số nữa đúng không ạ, rơi vào tầm 4T là bên em mới chọn lọc cũng như là mới soạn ra, thế nên là cực kỳ là hay và còn mới nguyên các bác nhá, cũng chưa update được lên Google Drive hay là lên trên đó thì up lên trên đó thì mất rất nhiều thời gian cũng như là phải mất tiền để mua một cái kho ở trên đấy nữa, thế nên là chưa thể up lên được đấy. Thì hiện tại thì bên em cũng đang là cóp miễn phí cho tất cả các khách hàng ở bên shop Thanh Audio đã ủng hộ kênh đúng không ạ. Và các bác ở xa mà không biết cóp cũng như là gặp khó khăn trong cái vấn đề về sử dụng máy tính ấy, thì cũng có thể là gửi cái ổ cứng lại cho bên shop Thanh Audio để bên em cóp giúp, cóp nhờ thôi các bác nhé, chứ không có kiếm tiền ở trên cái kho nhạc này đúng không ạ. Và cái kho nhạc số mà bên em chia sẻ nên Google Drive đấy thì hiện tại nó cũng đang là miễn phí đúng không ạ. Và bên em cũng không khuyến khích là các bác dùng cái kho nhạc số đó để đi kiếm tiền đúng không ạ. Tại vì là chúng ta đang sử dụng cái đồ miễn phí mà chúng ta đi mang cái kho nhạc đó đi kiếm tiền thì thực sự là cũng là không là lên đúng không ạ. Thì cũng rất là mong muốn là các bác xem kênh cũng như là để chia sẻ để cho mọi người có thể là tiếp cận được cái kho nhạc số này đúng không ạ. Tại vì là chúng ta chơi nhạc số thì cái điều cực kỳ là quan trọng đó là chúng ta phải tìm kiếm được một cái kho nhạc số nó đủ hay, đủ xinh xịn, một cái kho nhạc chất lượng cao đúng không ạ. Thì nó rất là khó và chúng ta cũng có thể đi cóp nhặt ở trên những cái fanpage đúng không ạ. Mỗi chỗ được một hai album thì để cóp nhặt được nhiều đến như vậy thì nó tốn rất nhiều thời gian cũng như là mất rất nhiều công sức đúng không ạ. Thì bên em đã tổng hợp lại rồi đúng không ạ. Và chúng ta cũng chỉ cần nên đó là biết một chút chút về máy tính thôi là có thể là cóp cũng như là sử dụng được luôn đúng không ạ. Thì để sử dụng được một cái chiếc DAC một cách hiệu quả thì điều đầu tiên là chúng ta cần một cái kho nhạc số chất lượng cao này, tiếp đến là một cái sợi dây USB và tiếp đến sau nữa là một cái sợi dây nguồn cũng như là một cái nguồn điện sạch ở phía sau đúng không ạ. Thì bên em cũng đã đang tổng hợp lại tất cả các cái rồi đúng không ạ. Thì chỉ gửi đến các bác là các bác vào một phát là ăn chơi luôn đúng không ạ. Và các bác cũng nên là dùng những cái con DAC mà có cổng giải mã qua USB thì chúng ta nên lấy các cái tín hiệu từ qua cái sợi dây USB đấy đúng không ạ. Qua máy tính thì sẽ cho một cái chất lượng nó tốt cũng như là ổn định hơn là chúng ta lấy trực tiếp ở trên Smart TV xuống thông qua cái cổng optical và coaxial. Thực sự là khi mà các cái loại nhạc bên em cũng như là up ở lên trên YouTube đấy thì đều bị YouTube bóp lại rồi, thế nên là nó hơi bị gọi là cái số bit ấy, tức là nó bị giảm đi đúng không ạ. Thế nên là cũng rất mong là cái kho nhạc số này có thể tiếp cận được nhiều người này đúng không ạ, để nhiều khách hàng có thể là nghe nhạc được với chất lượng cao này đúng không ạ. Và tiếp tục là những khách hàng này lại chia sẻ cho những các cái khách hàng khác đúng không ạ, để mọi người có thể là dùng được một cái kho nhạc đúng không ạ, nghe nhạc chất lượng cao, nghe nhạc hay hơn trong những ngày Tết này cho không khí nó thêm rực rỡ đúng không ạ. Đấy, và bên em thì cũng là không có kiếm tiền ở trên cái kho nhạc này các bác nhá, cũng là có giúp cũng như là tặng miễn phí cho các bác thôi đúng không ạ. Đấy, thì cũng rất mong là sau cái video này thì các bác sẽ chia sẻ cái video này để cho mọi người có thể là biết cũng như là tiếp cận được cái kho nhạc mà bên shop Thanh Audio đang gửi tặng miễn phí cho tất cả mọi người các bác nhá. Vâng ạ. Chắc là cái video này thì em cũng xin được dừng tại đây thôi, tại vì là cũng không có các cái sản phẩm mới về hàng, thế nên là cũng không có cái gì để giới thiệu đến các bác được đúng không ạ. Vâng ạ. Một lần nữa thì em xin được cảm ơn các bác, các cô chú anh chị đã theo cũng như là đã hay theo dõi kênh, hay xem kênh của bên shop Thanh Audio giới thiệu rất là nhiều các bác nhá. Vâng ạ. Không buồn trôi gọi mùa thu.
chiều mưa không có em, biết lấy ai chia hơn tôi. Trời mùa thu lắm mây, con bước em đi quên về, vòng tay ôm lẻ loi cho mình còn mãi thương nhau. Chậm lặng người đi qua trên đường phố xem mưa, dấu chân chưa tìm về chút kỷ niệm ngày đầu. Để từng mùa thu đến xa đi không mang tin, nỡ quên đi đành sao. Kể từ em vắng xa, ngày tháng bơ vơ quên mình, mùa thu mưa vẫn rơi, không bước chân em tìm đến. Chuyện ngày xưa biết sao, mọi cánh chim bay phương nào, còn ngày xuân ấm êm cho mình gọi tiếng yêu em. Gọi mùa thu lãng quên vào tiếng mưa rơi êm đềm, trời còn mưa ướt thêm cho dài ngày tháng không tên. Chậm lặng người đi qua trên đường phố xem mưa, dấu chân chưa tìm về chút kỷ niệm ngày đầu. Để từng mùa thu đến xa đi không mang tin, nỡ quên đi đành sao. Kể từ em vắng xa, ngày tháng bơ vơ quên mình, mùa thu mưa vẫn rơi, không bước chân em tìm đến. Chuyện ngày xưa biết sao, mọi cánh chim bay phương nào, còn ngày xuân ấm êm cho mình gọi tiếng yêu em. Chuyện ngày xưa biết sao, mọi cánh chim bay phương nào, còn ngày xuân ấm êm cho mình gọi tiếng yêu em. Thank you.